pháp dự phòng các bệnh tim mạch bằng sản phẩm thực phẩm chức năng. Tham luận về thực trạng và tiềm năng y học dự phòng tại thế giới. Và thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin chúc công ty và tôi rất vinh dự thay mặt cho ban tổ chức triển lãm. Sinh sống và làm việc nhiều năm tại Nhật Bản, tôi mong muốn ung thư và bệnh tim mạch thành tựu trong y tế dự phòng hiện đại được các quốc gia tiên tiến trên thế giới đầu tư nghiên cứu phát triển mạnh mẽ trong y học dự phòng. Việc này đã đưa Nhật Bản trở thành quốc gia có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới trong suốt bài đến để phát biểu giới thiệu tại hội thảo ngày hôm nay. Ở đây là bác sĩ Mark. Chúng tôi cũng được mời đến hội thảo dược sĩ tiến sĩ Yasuo chăm sóc sức khỏe cho các cán bộ chuyên viên của công ty Petronas top 5. Và đây chính là đồ thể của chính bản thân phòng xét sức khỏe của tôi, kết quả dịch là tác dụng thứ 3. Có nghĩa là khiến cho mặt máu các số giúp cho sự co thắt của xương cũng dần dần mất đi. Như là hai hình tay phải. Ví dụ như là tăng khả năng trí nhớ, cải thiện chất lượng giấc ngủ, tăng khả năng hoạt động của cơ thể, tăng sức miễn dịch, giữ ẩm cho da, giúp căng da và tủy sệ. Hoặc tính của số lượng tế bào NK chính là chỉ số miễn dịch.